người lớn nói rằng vợ chồng cãi nhau giống như là dao chém xuống nước. Nhưng với gia đình của mình, cuộc cãi nhau không hồi kết của ba mẹ bây giờ chỉ mới bắt đầu. Tại sao anh lại cho người ta mượn tiền mà không nói trước với em một tiếng nào hết vậy? Bạn anh đang nói cần tiền gấp nên anh mới không kịp hỏi. Anh không thể làm ngơ trước khó khăn của người khác. Anh còn dám nói với em bằng cái giọng đó hả? Chỉ vì tiền, cuối cùng cũng đều là vì tiền. Lần này so với lần trước có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Từ bây giờ tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của anh nữa. Được thôi, tưởng làm vậy tôi sẽ sợ sao? Không có đâu. Tốt lắm, nếu đã vậy thì từ giờ mỗi người hãy tự sống theo cách của mình đi. Hờ, vậy thì càng tốt, ai cũng sẽ có tự do riêng, làm bất cứ việc gì cũng không bị quản lý. Ơ, nè nè, bà xã đang làm cái gì vậy? Từ bây giờ, đường kẻ này chính là đường ranh giới của chúng ta. Anh tuyệt đối đừng có lấn qua, cũng đừng can thiệp gì đến cuộc sống của nhau nữa. Ờ, em định làm tới mức này luôn sao? Ờ, em trẻ con quá à, còn nhà vệ sinh thì như thế nào? Chúng ta chỉ có một cái thôi. Thôi trời, cái đó ai mà biết chứ, nó nằm trong phạm vi đất của tôi mà. Hay là anh bán phần đất của anh đi, rồi đem cho bạn bè mượn lấy lãi, xây nhà vệ sinh cũng được. Ờ, em thật sự muốn chơi trò này chứ gì. Tốt thôi, vậy hai chúng ta sẽ chơi tới cùng. Tự dưng vì một chuyện đâu đâu mà cả nhà chúng ta lại bị chia ra như vậy đó. Chị Sa Tu, chúng ta có thể chạy qua chạy lại bất cứ lúc nào mà. Bây giờ nếu ai bước qua cây vạch này, người đó là kẻ phản bội. Nếu qua sai bên, các con sẽ không được trở về phía còn lại. Khi cãi nhau, người lớn còn ấu trĩ hơn con nít gấp chục lần. Chà, nếu đã vậy thì kể từ bây giờ, nhà của chúng ta đã chính thức chia làm đôi. Đây là một chuyện rất tốt. Chắc lần này sẽ không dễ dàng kết thúc rồi. Wow, con đang đói bụng nè. Anh tính ăn hết số thịt bò đó luôn sao? Bếp là khu vực của tôi nên em đừng quan tâm gì hết. Con mời cả nhà ăn cơm. Mấy đứa cứ ăn nhiều nhiều vô. Tới cái ăn mà cũng nhỏ nhen như vậy. À, xin chào, xin hãy giao nhanh tới chỗ tôi hai mì tương đen cùng với thịt heo chua ngọt nữa nha. Mẹ ơi, mì tương đen này ngon quá đi. Nếu thích, con muốn ăn bao nhiêu cũng được. Em sướng quá. Chúng ta đang ăn thịt bò mà con. Thịt bò còn mắc hơn mì tương đen nhiều lắm đó. Anh làm cái gì vậy hả? Có đũa chén thôi mà cũng không nên thân. Gì chứ, bể có cái dĩa thôi mà làm thấy ghê. Ủa, mà nhà bếp là khu vực của tôi nha, ai mượn em quan tâm tới đâu mà nói. Không phải quy tắc của chúng ta là không can thiệp vào chuyện của nhau hay sao? Sao vậy? Mấy đứa cảm thấy không vui khi ngủ với ba hay sao? Ồn như vậy làm sao mà ngủ được chứ? Chúng ta không thể chịu nổi đâu. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi ngày mới tới, chúng tôi dần dần bước vào biển lửa. Không đi qua cổng chính thì làm sao mà tụi con đi học được? Cô ơi kìa, mọi người tính ra ngoài sao? Nhưng phải làm sao bây giờ? Cổng chính là khu vực của tôi rồi. Dù sao thì quy tắc vẫn là quy tắc nên tôi không còn cách nào khác hết. Mẹ à. Được thôi, tôi sẽ tự có cách giải quyết riêng của mình. Nè mấy đứa, chúng ta đi thôi.
Shadow ơi, sao không đi cửa chính mà phải leo từ ra ngoài vậy? Mình đang tập thể dục. Khỏe quá à. Bạn thích tập thể dục tới vậy luôn sao? Ấy không ổn rồi, chị phải đi vệ sinh liền mới được. Chị ơi, em cũng đi vệ sinh nữa. Nè, Barbie, cho mấy chị dùng nhà vệ sinh với. Không được, mấy chị không thể bước qua cái vạch này. Mình là chị em với nhau nên bỏ qua một lần đi. Mẹ đã nói là tuyệt đối không được mà. Mẹ ơi, rồi, biết rồi, chị biết rồi mà. Quy tắc là quy tắc chứ gì. Nhưng chị ơi, em gấp lắm rồi. Barbie của mẹ chơi vui quá ta. Con đang làm cái gì vậy? Dạ, con đang làm món sushi mà con muốn ăn đó mẹ. Không thể sử dụng nhà bếp. Vậy hôm nay gọi món gì ăn đây? Barbie nè, chúng ta ăn pizza nha. Con thích pizza, cực kỳ thích luôn. Con thích tới như vậy sao? Nhưng nó cũng không so được với cơm nhà nấu. Cứ tiếp tục như vậy thì tháng này mình phải chi bao nhiêu tiền ăn đây? Khổ quá. Bộ mì tương đen với pizza ngon lắm hả? Chị cũng thích ăn pizza lắm luôn. Ngày nào không ăn đồ bên ngoài em ngán quá à. Em muốn được ăn cơm nhà nấu như hai chị à. Nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt chút nào. Chị không thể dùng nhà vệ sinh nên chị cũng không muốn ăn nữa. Em quyết định từ ngày mai sẽ qua bên mẹ. Nhà vệ sinh thì không được xài, mỗi ngày còn phải lê thang mệt muốn xỉu luôn à. Em nỡ lòng nào bỏ chị một mình hả? Buổi tối ba ngày lớn tới nỗi chị không ngủ được em cũng biết mà. Em sẽ qua ở với chị Trang đâu à. Nếu em làm như vậy mẹ sẽ không để yên cho em đâu, tuyệt đối không được. Vậy chúng ta phải làm sao mới được? Chị tưởng các cặp vợ chồng sẽ không giận nhau lâu, nhưng mà ba mẹ của chúng ta thì ngoại lệ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mấy cái đứa này đang suy tính cái gì vậy ta? Nếu mình không tính toán lại, nói không chừng mấy đứa nhỏ sẽ bỏ qua bên đó hết luôn quá. Mấy người sống bên đó hãy nghe cho rõ đây. Mấy người cũng biết bên phía chúng tôi có nhà bếp, nên có thể nấu bất cứ món gì. Nếu như mấy người muốn thoát khỏi cơn đói, vậy thì hãy mau qua bên này đi. Đã tới mức lấy thức ăn ra dụ dỗ rồi sao? Barbie à, con đừng có thèm quan tâm nha. Bên đó nhìn tốt vậy thôi chứ tuyệt đối không giống như ai kia đã nói đâu. Nếu đã ăn vào rồi thì bắt buộc phải đi vệ sinh, con hiểu không? Nhưng nhà vệ sinh chỉ có ở khu vực của chúng ta thôi. Nhà vệ sinh sao? Ba sẽ giải quyết chuyện đó cho. Chỉ một cái nhà vệ sinh thôi, dễ như trở bàn tay. Bây giờ mấy đứa hãy nhìn ba ra tay đây. Anh lại tính bày trò gì nữa vậy? Hãy nhìn đây. Bây giờ không còn lo lắng nữa, chúng ta có thể thoải mái xài nhà vệ sinh rồi. Cái đó có xài được không vậy? Sẽ có cơn ma xuất hiện đó ba. Con mà ngồi trên đó là sẽ rớt xuống luôn á ba ơi. Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi sao? Cái gì vậy? Đó, hãy nhìn đi. Bây giờ thì chúng tôi cũng có thể nấu những món ăn mà chúng tôi thích rồi. Papi ơi, hôm nay mẹ sẽ nấu món canh đậu tương mà con thích ăn nhất nha. Nhưng bất tiện như vậy thì cũng không duy trì được bao lâu đâu nha. Thì nhà vệ sinh nó cũng đâu có kéo dài được bao lâu đâu chứ. Cái gì? Em đang coi thường nhà vệ sinh mà tôi làm ra hả?
Vậy chứ ai là người coi thường cái bếp lò mà tôi đã xây lên hả? Ê, cái anh người này thật là cho người ta nói lại sao lại có thể nói tôi như vậy chứ? Ở đâu ra cái thói em có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết với nó hay không hả? Ông trời ơi, xin hãy cứu chúng con khỏi cơn khủng hoảng này. Hãy giúp ba chị em chúng con có thể thoải mái cùng nhau ăn một bữa cơm đi có được không? Ai là người đã bắt đầu trước hả? Nhìn vạch ranh giới kìa, đã biến mất rồi. Câu nói như dao chém xuống nước đúng là thật rồi. Vạch ranh giới đã bị xóa, hai vợ chồng cãi nhau cũng tự nhiên mà kết thúc. Mỏi tay quá đi. Tại sao tụi con phải ngồi lao chứ? Cái này là do mẹ tự vẽ ra mà. Muốn ăn cơm thì đừng có lèm bèm nữa, mau lao cho xong đi. Bữa cơm hôm nay chỉ có kim chi thôi sao? Con không thích gì ăn kim chi đâu mẹ ơi. Mẹ xin lỗi, ba với mẹ đã chi quá nhiều cho tiền ăn rồi. Nếu không tiết kiệm một thời gian thì từ giờ tới tháng sau chúng ta sẽ phải ăn như vậy đó. Tụi con đang trong tuổi phát triển mà thức ăn chỉ có như vậy thì ít quá rồi. Biết vậy lúc đó mình đừng có cầu nguyện để làm gì, cứ để yên cho ba mẹ cãi nhau cũng được. Mẹ ơi, ba ơi, từ nay về sau ba mẹ đi chỗ khác mà cãi nha.